Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cái cách phân biệt là các cái phụ tùng Shimano chính hãng và phụ tùng Shimano sản xuất nhái, fake, đồ nhái. Thì xin mời các bạn xem cái cách phân biệt của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt đồ chính hãng Shimano và đồ fake, đồ nhái. Ok, như các bạn thấy là trên đây trong hình đây là mình đã có hai cái bộ chuyển động đều là Shimano Tourlay, nhưng mà sẽ có một bộ là nhái và một bộ là chính hãng. Đây là bộ nhái và đây là bộ chính hãng. Thì như các bạn thấy là bộ chính hãng này, chúng ta để ý là chữ nghĩa này, đầu tiên là cái chữ nó rất là sắc nét. Còn cái bộ nhái nó không được sắc nét cho lắm. các cái chi tiết nó chế tạo nó hơi bị thừa, người ta gọi là những cái ba gem, những cái ba vía đúc nhựa các thứ nó thừa, và cái chữ nghĩa nó không được sắc nét. Cái phần mà kim loại này nhìn nó hơi dại, cái lớp mạ hơi dại, kim loại nước mạ hơi dài. Còn như cái chính hãng này các bạn đấy, người ta kể là người ta mạ đen nhưng mà cái chữ nghĩa nhìn nó rất là sắc nét. À, cái bánh răng, Các cái chữ bánh răng cũng sắc nét, bánh răng thì quay trơn, cái gọi là chính hãng quay trơn. Còn cái nhái thì nó sẽ quay, nó sẽ tạo ra tiếng kêu nhỏ nhỏ. này thì quay trơn và êm hơn. Như các bạn thấy là đây là chính hãng và đây là nhái. Nhái thì cái độ bóng nó cao hơn, cái nơi những cái vết dập này nó cũng không phẳng và nó không 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 sắc nét như là chính hãng. Ở chính hãng nó dập và sắc nét hơn. Đấy, như các bạn thấy là Ở đồ chính hãng thì bao giờ ở những cái khớp chuyển động này, người ta cũng nhà máy người ta cũng để cho một ít mỡ màu xanh. Đây là mỡ các bạn, mỡ. Còn đồ nhái thì không có. giá không có, tuy rằng là vẫn có chữ là Indonesia, Shimano Indonesia, đây cũng Shimano Indonesia, nhưng mà các bạn thấy là chữ nghĩa, cái chữ dập của cái đồ chính hãng thì nó sẽ sắc nét hơn, nó sẽ sắc nét hơn và nó có mỡ ở những cái khớp chuyển động, một cục mỡ màu xanh như vậy, đây như các bạn trên hình các bạn nhìn. Còn cái qua cái đồ fake này thì cái đồ nhái này thì cái chữ nghĩa nó cũng có nhưng mà nó không được sắc nét lắm, các cái chữ nó cứ lỗi cộm, nó không đều nhau và không được sắc nét. Cái lớp mạ của thép nó cũng không được mịn như là đồ chính hãng và nó không có mỡ để bảo quản. Các cái ba vía nhựa nó sẽ đúc, nó sẽ bị thừa ra là nhiều cái ba vía, những cái ấy, những cái thứ chi tiết thừa, những gai thừa. Còn cái bên chính hãng thì nó sẽ mịn và đẹp hơn. Đấy, như vậy là mình có ở đây hai bộ chuyển động đều là Tourlay, nhưng mà một cái là cái này là fake, còn cái này là chính hãng, nhìn rất giống nhau phải không các bạn? Rất giống nhau nhưng mà fake chính hãng. Ok, bây giờ mình qua cái tay chuyển số. Ở đây mình cũng có hai loại tay chuyển số, đều là tay chuyển số 8. Thì mình cũng tìm đâu không ra thấy cái tay fake là nó có mỗi bên. Và đây là một đôi tay chuyển số chính hãng. Thì như các bạn thấy là cái đầu tiên là mình nhìn cũng cảm quan là cái tay chuyển số fake á, thì những cái Từ chữ nghĩa của nó không được sắc nét, cái mặt số, cái độ, cái nước mạ của nó không được sáng bóng đều đó. Những cái chỗ mà đúc như này nó còn thừa những cái ba vía như vậy, những cái ba vía nhựa như vậy.
dây cáp nó không được là sáng bóng, dây cáp chuyển số không sáng bóng lắm. Cái tay phanh này nó ngắn, đó, nó ngắn hơn so với đồ chính hãng. Rồi mình qua cái tem đi. Cái tem. Cái tem thì nó cũng như bên đây các bạn nhìn thấy là đây là đồ chính hãng này, cái tem cái chữ nghĩa nó rất là sắc nét. Đó. Còn mình qua cái đồ fake. Cái tem nó bóng và nó cái chữ nghĩa nó không được sắc nét cho lắm. Cái đúc này thế, nó cái đúc chữ đúc này nó không được sắc nét như là cái bên chính hãng này chữ nghĩa nó sắc nét hơn. Chữ nó nhỏ hơn nhưng sắc nét hơn, còn bên fake thì chữ nó to hơn một chút. Cái chữ nó to hơn một chút và cái chữ nó không được sắc nét lắm. Khi ở cái tay chính hãng ấy thì khi bóp phanh ấy các bạn nhìn thấy nó có một cái cục nhựa nhỏ này. Cục nhựa màu đỏ. Đó là bên chính hãng và nó có tem này, các bạn thấy không? Tem rất là chữ nghĩa rất là sắc nét. Thì đây là đồ chính hãng Shimano. Còn ở cái tay fake thì nó không có cái tem này. Không có cái cục nhựa đỏ này. Thì một số xe mình vẫn sử dụng tay fake bởi vì cái giá thành cái chiếc xe nó không cho phép mà sử dụng tay cao cấp, nhưng mà nếu một các bạn quý khách mà cần tay chính hãng thì mình vẫn đáp ứng, vẫn có. Đấy. Thì nó do cái nhu cầu kinh tế của từng người và cái giá thành xe nó quyết định là fake hay là không fake. Thì còn đương nhiên là đồ chính hãng thì nó tốt hơn đồ fake rồi, nhưng mà giá nó mắc hơn nhiều. Thường thì nó vào khoảng gấp 3 lần so với đồ fake. Ví dụ như là một cái đôi tay này fake thì nó vào tầm khoảng hơn 100.000, còn cái đôi tay mà chính hãng này nó vào khoảng gấp 3 lần lên. Như vậy thì nó không phù hợp với những cái chiếc xe rẻ tiền tầm khoảng 3 triệu 4 triệu thì nếu mà xe Nhật bãi thì ok, nhưng mà nếu mà xe dựng thì cũng khó có thể sử dụng đồ cao cấp đồ chọn của chính hãng được vì cái giá thành xe nó không có cho phép. Đấy, thì đấy là mình đã giúp các bạn phân biệt qua là cái đồ fake và cái đồ chính hãng. Là mình đã giới thiệu với các bạn cách phân biệt đồ fake và đồ chính hãng. Chủ yếu là mình nhìn cái chữ của nó và những cái tem mác của nó. Và nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, phụ tùng xe đạp thể thao thì hãy like video để ủng hộ mình làm những video mới. Hiện tại trong kênh của mình là mình tắt hoàn toàn kiếm tiền quảng cáo để mà các bạn trải nghiệm video của mình từ đầu đến cuối không bị gây làm phiền. Thì em mong các bạn hãy ấn đăng ký kênh của mình để cập nhật những cái video mới nhất mình sẽ ra trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và bên cạnh các bạn nhớ ấn chiếc chuông để các bạn những người mà YouTube được ưu tiên hiển thị những cái video đầu tiên mà mình ra mắt nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.